Thấy không? Khung cảnh máy cày tân ân. Rồi tới luôn ơi, xe này Belarus 820 thì cỡ 8 mấy HP ấy, các bạn ơi. Rồi tới ha. Ô má ơi, chở cái mọc kìa. Nó đi nữa thôi, cho tao cái bánh thôi nè. Đây vậy ta. Má ơi, nó nặng quá. Ồ, coi kìa. 18 tấn nha. Má ơi. Được chà bá luôn ha. Tới luôn. Tới luôn anh ơi. Các bạn thấy không? Cũng chậm máy cày tại Ninh ha. Con này cũng mạnh lắm các bạn. Máy móc cũng khá. Ui ui. Tới luôn, tới luôn. Ôi ôi, đảo quá các bạn ơi, chạy tới nha. Belarus 820 nha. Các bạn thấy không? Ô má ơi, chở cái mọc bự dữ vậy. Dữ vậy hả? Nó dài dữ ha. 5m2. 5m2. Lớn nhất chưa ta? Một ngày chưa được nhiều nhất. Ồ, cái mọt này 5m2 luôn hả? Cao cao hơn ông đó chắc cỡ chừng 1m8 ha. 2m2. Cao 2m2 hả? Trời ơi, lấy gì em nạp. Ồ, lên rồi, lên rồi, lên rồi, lên rồi. Má ơi, mấy anh công này giác khẩm luôn các bạn. Lên, 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 lên. Ôi ôi, đã quá các bạn ơi, chạy tới nha. Belarus 820 nha. Các bạn thấy không? Ô má ơi, chở cái mọc bự dữ vậy. Dữ vậy hả? Nó dài dữ ha. 5m2. 5m2. Lớn nhất chưa ta? Một ngày chưa được nhiều nhất. Ừ. Ồ, cái mọt này 5m2 luôn hả? Cao cao hơn ông đó chắc cỡ chừng 1m8 ha. 2m2. Cao 2m2 hả? Trời ơi, lấy gì em nạp. Ồ, lên rồi, lên rồi, lên rồi, lên rồi. Công này dám chạy cao quá. Má ơi, mấy anh công này giác khẩm luôn các bạn. Lên, 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 lên. Trời ơi, tới tôi, tới tôi, tới người ta giác chừng đầy cần xé này dung dung luôn ha. Quá khỏe mấy anh này, khỏe thiệt. Đúng rồi, hỏi mà chưa có nữ giác á. Lên luôn các bạn. Rồi té lộn 2-3 vòng nha. Lên luôn đó các bạn thấy không, men này rất là khỏe ha. Anh mập xuống đại mày, anh cởi áo ra chứ trâu phải như trâu hả? Chở đồ. Chở đồ. Mày. Lại lỡ Dương Minh Châu, xứ Tây Ninh nha các bạn. Huyện Dương Minh Châu. À, đó. Lên luôn, lên luôn. Miếng mì trúng quá ha. Mấy đám trúng mà không vô quay, quay đám thách ra không à? Ừ, chủ yếu quay mấy cài chứ có biết mì đâu. Cái đám này cỡ 50 tấn không chị? Mấy chỉ số nó cỡ 30 không?
cỡ được nhiêu ta? Hai mấy điểm là cũng cỡ 3.000 ba mấy ký phải không? Trời ơi quá đã luôn. Trên Tân Biên gì nó nói có hai mấy điểm rồi gì có 2.000 mấy ký à? Cái này đổ 31. Cái này tay đỏ hả gì vậy? Không có. 40. 40 hả? 40. Đúng mà đâu có màu đỏ đâu ha. Quay bà lái nè, quay bà lái nè. Có biết bà nào bà lái đâu. Đại gia hả? Mấy trăm mẫu phải không? Đại gia là phải mấy trăm mẫu hả? Rồi, mến chào các bạn ha. Nay đến đây gặp con Belarus 820 các bạn ơi. Bình thường là hay gặp mấy con gì Belarus 825 ha. Hôm nay gặp cái con Belarus 820 chở theo cái một bự chà bá luôn. Ôi ôi má ơi, dữ người ta. Khung cảnh máy cày xứ Tây Ninh đó, các bạn thấy không? Cọc xe đan vô loài này. Đó là cái cảnh đó lạ. Xe Honda lo máy cày hả? Vậy mới dữ chứ. Xe này đánh hiệu luôn Hoàng á. Cái này là cô rút. Cô rút gì? Ồ, cái vỏ này chắc anh xài lâu lắm các bạn. Hết thấy số luôn. Này 18-430 anh. Vỏ 18-430 các bạn ơi. Mãn tàu à. Khỏe rồi phải không? Khỏe rồi. Từ mấy giờ tới giờ anh? Rồi 1:30. 1:30. Vậy là mấy cày chở cũng 2-3 chuyến nữa hả? Ờ 2 chuyến à. 2 chuyến. 2 chuyến và 3 chuyến. Dạ. Nãy vô sớm tôi quay lượt 3 chuyến luôn. Trời ơi có biết đâu. Có còn 5 chờ xe ra. À. Về đến lại ai còn 5 chờ ai. À còn 2 chuyến đó chờ ra chung luôn. Các bạn thấy không? Khung cảnh mấy cày xứ Tây Ninh ha. Đây là con Belarus 820. Belarus 820 này các bạn. Chở một khẩm luôn. Đến giờ anh đang dọn lại. Anh dọn lại các bạn. Đang dọn lại. Dọn lại chạy ra ha. Rồi ông dọt ra luôn. Quay dưới mấy cài. Rồi ra luôn nè, cái một bự chập bá luôn các bạn. Rồi, các bạn thấy không, khung cảnh máy cày Tây Ninh. Rồi tới luôn ơi, xe này Belarus 820 thì cỡ 8 mấy HP các bạn ơi. Rồi tới ăn hồ má ơi, chở cái một kìa. Quá đẹp nè, ôi nó lớn cái bánh luôn. Nó cái bánh nó trâu hay không cả. Nó trâu còn nó mồm hùa nó lớn bằng như vậy. Rồi ăn xuống cái bánh nè. Má cái mọt nặng quá. Mọt nặng quá nó đi nó đâu cho trâu cái bánh luôn nè. Nha. Má ơi. Bự chà bá luôn ha. Các bạn thấy không, khung cảnh máy cày xứ Tây Ninh nha. Ôi ôi con này bự thiệt. Đó hình ảnh anh em đang xem ha. Là máy cày xứ Tây Ninh. Nó chở mì một khẩm luôn. Ôi ôi nó bự. Ồ nó đi cái nhóm này nó đi 3 chiếc luôn anh em ơi. 3 chiếc khủng long bạo chúa luôn ha. Con này là Belarus 820. Còn hai con đậu phía trên nó không biết là hiệu gì luôn á. Đó anh em thấy không?
đã bự thiệt chứ. Đó, khung cảnh máy cày xứ Tây Ninh ha, kéo mì mùa này quá bự, quá bự.